Hello, xin chào mọi người đã quay lại với kênh video của Danh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trên Đức Huy Mobile Channel. Thì ngày hôm trước Danh đã giới thiệu một số vài thủ tục nhỏ nhỏ, thì ngày hôm nay Danh sẽ tiếp tục một vài thủ tục nhỏ nhỏ nữa. Rất là chúng ta rất là đau đầu trong cái việc là tìm nội thất cho cái chiếc smartphone của mình, đặc biệt là Android. Thì mọi người biết Android thì rất là nhiều giao diện và hình ảnh, hình nền, mọi người không biết chọn như nào cho hợp lý. Thì ngày hôm nay Danh sẽ chỉ cho mọi người một cái mẹo là chúng ta sẽ tìm một cái giao diện nó gần với thực tế, tức là sử dụng thời tiết để làm giao diện. Đây, Danh đang chạy trên một con Samsung S8 LED và Danh đang xài giao diện đây là thời tiết, tức là nó sẽ dùng thời tiết của hiện tại. Nếu như hôm nay là trời mưa thì bây giờ giao diện nó sẽ là trời mưa, còn nếu trời nắng thì giao diện sẽ trời nắng, còn trời có mây thì hiện như vậy. Đó, mọi người thấy rất là thú vị đúng không? Có nghĩa là hình nền của chúng ta sẽ thay đổi theo thời tiết mà nơi chúng ta đang đứng. Làm như thế nào thì mọi người rất đơn giản, mọi người chỉ cần vào cửa hàng Play hoặc CH Play, mọi người tải dùm Danh cái thằng là Yo Window. Rồi, mọi người vào đây nha. Lại, mọi người search là Yo Window hoặc là Awesome Weather gì cái nào cũng được, nhưng mọi người lấy Yo Window cho ngắn. Rồi, bấm vào đây, mọi người tải về, sau đó mở nó lên. Thì giao diện hiện tại bây giờ Danh đang lấy thì điểm location là ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn những bạn nào mà muốn lấy điện khác thì mọi người cứ bấm vào trong đó thôi. Ở đây thì mọi người có thể thấy nè, lướt màn hình để xem thời tiết thay đổi theo thời gian. Đây, lướt nhẹ qua đây cái nè. Đó, là chúng ta sẽ ban đêm, nếu như ban đêm thì màn hình nó sẽ quay về ban đêm. Còn nếu như ban ngày nó sẽ là ban ngày, trời mưa là trời mưa, ví dụ như một lần nữa. Đó, ví dụ trời mưa nè, đó thấy không? Thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Rồi nếu như bạn nào mà không thích cái giao diện đồng quê, mọi người có thể vào đây phong cảnh nè, mọi người vào phần phong cảnh. Mọi người có thể chọn là thành phố, thung lũng, bãi biển, sân bay gì đó, tùy mọi người. Ví dụ như Danh chọn thung lũng đi chẳng hạn, thì cái này sẽ biến dạng là thung lũng. Quay về ngày hôm nay cái đã. Rồi, đó. Rồi, như vậy là chúng ta vừa xem thì báo thời tiết thôi. Bây giờ chúng ta làm sao để set up nó trở thành là một cái hình nền của mình. Mọi người vào đây nè, thấy phần đặt vào hình nền không? Bấm vào. Thì ở đây khi mà nó đặt nó sẽ hỏi mình là màn hình chính, màn hình khóa hay là màn hình chính gì đó. Mọi người cứ thích cái nào làm đó, Danh thì chọn cả hai. Xong, rồi, lướt vào, mở lên xem nó như thế nào. Đấy, giao diện rất là thực tế và gần với hiện tại. Mọi người không phải lo lắng về việc là phải ngày đêm nặng óc suy nghĩ là phải nên đổi đi như thế nào. Bây giờ đã có video của Danh hướng dẫn. Mọi người thấy hay thì hãy cho Danh một like và subscribe trên kênh Đức Huy Mobile mọi người nha. Và luôn đón chờ những video mà Danh ra mắt sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.